Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại H64 đi. Và hôm nay rằng là chúng ta sẽ chơi Pháp. Thì hôm qua rằng là mình có livestream cho các bạn chơi thử ở chỗ net, và vậy nên rằng là một số bạn bảo là anh ơi anh làm Pháp đi, tại sao lại xóa cái vid Pháp đấy. Thì vậy nên rằng là thôi hôm nay làm Pháp đi. Lâu lắm rồi rằng là mình chẳng làm Pháp, và từ trước nay là mình nhớ là mình chưa bao giờ thắng được Đức thành công khi mình quay video cả. Khi mình tự chơi riêng thì mình có thắng rồi, nhưng mà khi quay video thì chưa bao giờ thắng cả. Thì vậy nên là hôm nay thì chúng ta sẽ làm cách mạng tận cùng, và cùng với đó thì rằng là mình sẽ tìm mọi cách để phòng thủ Pháp trước quân đội của Đức. Và mình có tắt cái Historical AI Focus SD, có nghĩa rằng là cái bọn các quốc gia sẽ theo con đường nó khác so với lịch sử ấy. Và mình cũng như vậy thôi. Thì đầu tiên rằng là chúng ta sẽ form the Popular Front, là nghĩa rằng là như lịch sử luôn, là thành lập mặt trận thống nhất. Thì mình cũng đã nói cái kiến thức này rất là nhiều, rằng là khi mà mặt trận thống nhất lên thì họ đã cho nhiều quyền cho Việt Nam hơn, bởi vì rằng là những người cánh tả thường là họ sẽ advocate, có nghĩa rằng là ủng hộ cho cái việc là tự chủ với cả là tự lập của các dân tộc, thường là vậy, mình chả biết chắc làm đâu. Và những cái người cộng sản thì thường rằng là họ sẽ chống chiến tranh, là họ sẽ không ủng hộ các cuộc chiến tranh đâu. Thì vậy nên rằng là một trong phần lý do rằng là tại sao mà Đức Pháp nó bị kiểu yếu như thế, cũng bị loạn hết cả lên, bởi vì rằng là đầu tiên là chính thể của họ nó có quá nhiều, nó cũng hơi kiểu là đấu tranh giữa các đảng phái lẫn nhau, và sau đó rằng là cái kiểu không có sự đồng nhất về cái suy nghĩ, nên quan điểm của mình là vậy. Và bây giờ rằng là chúng ta sẽ cần phải hủy toàn bộ lính của mình nhá, hủy toàn bộ đi. Tại sao phải hủy? Thì bởi vì rằng là khi mà mình làm cái destroy the counter revolutionary, có nghĩa rằng là mình sẽ tiêu diệt bọn phản động nhá, tiêu diệt bọn phản động, thì rằng là quân đội của chúng ta sẽ bị chia làm đôi, hoặc là chia làm 4 phần 6, là 4 phần 6 thuộc về mình, còn 2 phần 6 kia thuộc về bọn nó. Xem nào, có nên nhỉ, cứ tử lý vậy đấy, bắt đầu đi. Vậy thì mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ mình, và khi sắp tới là mình phải lập cái link donate nhỉ, bởi vì rằng là bây giờ mình hết sạch thời gian để mà mình đi làm rồi, và vậy nên rằng là mình không thể nào đi làm được nữa, và vậy nên rằng là YouTube chính là nguồn thu nhập chính của mình, và mình muốn là mua PS5 và vậy nên rằng là mình nghĩ xem là có nên lập link donate bằng tiền thẻ tọa hay không. Cho biết, ok mẹ đi. Form the Popular Front, và sau đó rằng là invite Communist Minister. Thường đấy, Pháp thì biến thành cộng sản là một cái chuyện rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Thực sự rằng là mình đéo hiểu sao nó dễ như thế. Nhưng mà như hồi trước ấy thì là Pháp nó càng dễ. Trước khi mà có cái DLC La Resistance thì là Pháp là một trong quốc gia dễ biến thành cộng sản nhất. Là lúc ấy là khoảng tầm là gần 50% ở trong này này là thuộc về cộng sản luôn. Thì vậy nên rằng là mọi thứ biến cộng sản dễ vờ lờ luôn. Sau đó là invite đi. Có lẽ rằng là các bạn nên làm cả reform the labor laws nhá, bởi vì rằng là mình sợ rằng là nếu các bạn không làm sớm thì sẽ bị biểu tình và đình công và đủ kiểu, là lúc ấy là Pháp còn chết nặng hơn nữa. Nói chung rằng là chơi Pháp nó rất là khó. Tại sao lại khó? Bởi vì rằng là một cái vấn đề rằng là chúng ta lại nó là gì nhỉ? Rất là nhiều debuff, thực sự rất là nhiều debuff, bởi vì rằng là bây giờ nhưng trong lịch sử ấy, thì các bạn nhớ rằng là Pháp thua rất là sớm và chết trong khoảng tầm 3 tuần hay là mấy tuần, nó 3 tuần nhỉ, thì rằng là Đức đã chiến Paris. Thì vậy nên rằng là cái việc mà nhiều debuff là một chuyện dễ hiểu. Đầu tiên nhá, là chúng ta có Victors of the Great War, là khi mà chúng ta thắng cái chiến tranh thế giới thì là mình có một cái cảm giác là tự phụ, nghĩa là huynh hoang đủ kiểu, và vậy nên rằng là chúng ta sẽ kệ mẹ, cách cũ đã thành công rồi, tại sao phải nghiên cứu cách mới. Thì vậy nên rằng là đầu tiên là population factor để elections communist in government, là cho cộng sản ở trong chính phủ chính quyền này rồi, ok này. Vậy nên rằng là land doctrine research fee là trừ 75%, có nghĩa rằng là mình gần như là không thể nào mà nghiên cứu được cái này, bởi vì cái này nó mất thời gian quá nhiều. Thì vậy nên rằng là chúng ta rất là mệt mỏi vấn đề đấy. Thôi, có khi hủy hết mẹ bộ binh nhỉ, bởi vì chúng ta cũng không nhu cầu dữ lắm. Hủy đi nhá, hủy đi, hủy đi, hủy đi. Cho mình một sư đoàn kỵ binh đã này, cứ cho một cái đi. Rồi thì mình tính sau này. Invite Communist Minister. Chính ra rằng là cái đảo chính của cái chiến tranh nội chiến ấy nó rất là dễ, dễ vãi cả ra ấy. Chủ yếu rằng là chúng ta cần phải hạn chế cái việc là quân đội của nó có quá nhiều quân đội phản động theo mình, theo bọn nó. Women suffrage hay là strengthen the union nhỉ?
kiểu các bạn chọn một trong hai này được ấy, thì rằng là Women's Suffrage với cả Legal Equality. Còn so với cái này thì có lẽ đầu tiên ấy, thì là mình sẽ muốn là reform the labor laws nhá, rằng là cải cách cái đạo luật về cái lao động, thì để đảm bảo cho người công nhân và những người công nhân của Pháp là sẽ có một cái quyền lao động nó ok một tí, không bị bắt việc, bắt buộc phải làm việc quá thời gian hay rằng là làm việc mà lương thấp chẳng hạn. Cấm tiệt, chúng ta sẽ cần phải bảo vệ quyền lợi của công nhân. Workers of the world unite. Và nói chung rằng là sau khi mà chúng ta xuống đây thì sẽ có ba con đường, rằng là một là chống phát xít, thì có nghĩa rằng là kệ các kiểu là dân chủ hay là cộng sản hay là cái gì thì cũng phải chống phát xít với ta, thì nghĩa rằng là mình sẽ mời Anh vào phe của mình. Và thứ hai rằng là chúng ta sẽ tham gia phe của Liên Xô, rằng là chúng ta sẽ trung thành Liên Xô. Và thứ ba rằng là mình sẽ thành lập tự một cái faction của riêng mình, và sau đó rằng là mình có thể carry the revolution note, sau đó rằng là carry the rev là thực sự rằng là Pháp cộng sản ấy nó khá là mạnh. Tại sao? Bởi vì rằng là nó có một cái trick như kiểu này này, rằng là revolutionary zeal này là division attack cộng 10% và division defense on cold territory là cộng 25%. Có nghĩa rằng là khi trên lãnh thổ của mình thì chúng ta sẽ có thể rằng là phòng thủ khá là ok được nhỉ. Bây giờ ấy, thì rằng là mình phải chặn cái bọn Đức là thành lập cái Rhineland nhỉ. Nói chung là tham gia cái thôi nhá, có lẽ là chưa cần đâu, bởi vì hiện tại rằng là chúng ta vẫn chưa đủ sức đâu. Làm thì làm cũng được thôi, tuy nhiên rằng là mình cũng thấy rằng là không nên cho lắm. Women suffrage có nghĩa rằng là cho phụ nữ bầu cử nhá. Ôi giờ này vẫn chưa cho bầu cử cơ. Đây rồi, ok, có lẽ rằng là sau đó là hủy về chung bộ này. Còn ông này ấy, thì rằng là hãy train cho mình nhá, cứ tập luyện đi để xem mình tăng bao nhiêu nhỉ. Không phải không một đâu, không được đâu, không được, không được, không được, không được. Thế bây giờ rằng là mình muốn send attache nhưng mà chúng ta lại có quá ít PP political power, thì vậy nên rằng là cũng chả làm gì lắm cả. Có khi tương lai ấy, thì chúng ta cũng nên chơi thử cả cái bọn Anarchist Spain nhỉ. Kiểu H4 là một cái nơi mà nó có rất là nhiều chủ đề để làm ấy, chủ yếu rằng là mình có định làm hay không thôi. Thế thì mình làm, nhưng mà chủ yếu rằng là khi tương lai là mình đang muốn là làm cả Ba Lan nữa. Ba Lan là một cái thứ gì đó nó khá là khó, nó có cái mất điệp viên rồi, thôi kệ mẹ đi, đéo quan tâm làm gì cả. Women suffrage đã xong này, sau đó là chúng ta chạy vội xuống con đường là destroy the counter revolutionary nhá, để mà đảo chính xong đi, rồi sau đó rằng là bình yên mà xây dựng đất nước thôi. Construction cũng đang khá là chậm, 20%. Nó có một cái achievement ý, là nếu mà các bạn chơi năm 1939 mà chơi Ba Lan mà sống được khoảng tầm đến bao lâu gì đó thì các bạn sẽ được một cái achievement. Thì nói chung rằng là bạn đã chơi thử đi. Ba Lan thì mình chơi năm 1936 rằng là mình đã thấy khó rồi, bằng 1939 nữa thì chịu vệ mẹ luôn. Ở trên 1939 ý, thì rằng là ủa vậy cứ thế này, có nghĩa rằng là anh sẽ bị suy yếu đi à? Ngon nhỉ? Ngon đấy. Bây giờ người anh sẽ thủy binh được bao nhiêu nhỉ? Hiện tại rằng là chúng ta có gần 100 thuyền, thì ok, tập trung về cái chỗ cảng cái đi. Dầu mỏ chúng ta quá là ít nhỉ. Chính ra là mình cũng đang có Việt Nam ấy, thì rằng là khi mà mình biến thành cộng sản nhỉ, thì mình thả Việt Nam ra thì có khi cũng ngon phết đấy. Revoke thematic non-agreements. Nói chung rằng là chơi Pháp phát xít thì cũng khá là ngon. Là the natural borders of France là cái biên giới tự nhiên của Pháp. Expand the Suez, dominate the Middle East. Bọn mày phải đầu hàng cho tao, hoặc là chơi theo kiểu dân quân chủ. Orleanist Restoration có vẻ như rằng là sẽ theo là theo cái cánh, bởi vì là cái more than 45% support. Ở sao ít nhỉ? More than 45% support có nghĩa rằng là bây giờ mình phải làm thêm cả cái này nữa. Cái gì nhỉ? Mình nói cái gì nhỉ? Thì rằng là ở Pháp ấy, thì rằng là có ba ba cái nhánh chính của cái phe Bảo Hoàng. Là phe đầu tiên là Bourbon, the legitimate here, có nghĩa rằng là cái nhà Bourbon này là đã từ lâu rồi ấy.
Sau đó rằng là cái nhánh là Olenis Bourbon. Đây, xong rồi, ok. Không cần phải làm Strengthening Union đâu. Sau đó là làm cho mình luôn cả cái Force Issue đi cái. Olenis Bourbon thì rằng là như rằng là có một nhánh đấy thì năm 1930 là cái ông gì nắm quyền nhá, cái mẹ tên rồi. Nhưng mà nói chung rằng là cái cánh này, cái cánh Olenis thì rằng là sẽ thiên về như kiểu là quân chủ lập hiền hơn. Cái này thì cũng quân chủ chuyên chế. Và Napoleon Bonaparte thì các bạn biết rồi đấy, là cũng kiểu như là quân chủ chuyên chế. Nó cũng có một số cái sự độc lập nhất định nhưng mà vẫn là phần lớn là quân chủ chuyên chế. Search slot available. Nghiên cứu về dầu mỏ này. Dầu của mình thì mình có mua từ ai là không nhỉ? Kiểu mình, chúng ta là không có phiên dầu nào đúng không? Ừ, phần lớn thực địa của mình là thuộc hẳn về phe mình luôn ý. The Polish Romanian Alliance. Chủ yếu rằng là mình sẽ muốn là có một cái liên minh ở phía là Trung Âu này, để mà bọn này chống lại bọn Đức, German Reich, để mà mình có thể rằng là câu thời gian để mà kiểu phát triển sức mạnh của mình lên đã. Bởi vì chơi như kiểu là cộng sản ấy thì thường rằng là nó sẽ khá là mất thời gian để mà có thể phục hồi sức mạnh được. Thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ cần khá là nhiều thời gian này. French Communist Tech Power. Rồi ok, chúng ta đã giành được quyền lực này. Thì bây giờ rằng là mình phải declare war một số người mà chưa có thể, chưa ai có thể rằng là kiểu can thiệp vào được ấy. Thì bây giờ rằng là mình có nên chiếm cả Bỉ không nhỉ? Chiếm Bỉ thì mọi thứ sẽ ok nhỉ, bởi vì rằng là chúng ta sẽ có cái sông đây này. Cái sông khá là ngon này. Kéo xuống đây. Sau đó là mình thủ kéo ra bên này. Cái vị trí nó hơi yếu này. Siêu cùng rằng là chúng ta sẽ phòng thủ cả trước cái bọn Đức nhá. Thì vậy nên rằng là làm cái gì làm, cuối cùng là vẫn phải đánh Đức thôi. Thì nếu mà đánh được cả Anh nữa, Đức thì nếu mà xử lý ok thì mình sẽ thắng được. Thì nhưng mà mục tiêu cuối cùng của cuối cùng ấy rằng là đánh cả Anh nữa. Bởi vì Anh rằng là nó có thuyền. Thì vậy nên rằng là chúng ta không thể nào đổ bộ lên một cách an toàn được đấy. Tạm biệt. Có được bao nhiêu nhà máy? Hơi ít quá nhỉ. Kiểu 1937 đấy mà chúng ta vẫn chưa xong được mấy cái nhà máy của mình ấy. Revolution to Atmos. Thì ở Pháp ấy nó có cái National Champion này, nó khá là ngon này. Là 8 nhà máy. Kiểu 4 nhà máy quân sự, 4 nhà máy dân sự ấy. Mọi thứ quá là ngon. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Rất là ngon. Vũ khí mới này. Production như nào rồi nhỉ? Mình sẽ muốn là tăng trưởng production lên, tuy nhiên rằng là mình đang không có không có một tí vũ khí nào cả. Khiếp quá thôi. Revolution to Atmos này. Gain base war support là cộng 10%. Được, thì rằng là mình sẽ bắt đầu rằng là begin rearmament được này. Là thêm 4 nhà máy quân sự nữa. Và sau đó rằng là mình phải làm cái army reform. Thì nó khá là mất thời gian. Kiểu cái gì ở Pháp nó cũng mất thời gian mãi cả trưởng ấy. Destroy the counter revolution này. Đánh nhau đi đã. Rồi sau đó rằng là làm gì làm. Request aid, ok. Cộng 15% war support và cộng 10% communism cho mình nhá. Để mình tăng cả cái, ui ôi, 1,32 trên ngày không? Ui rồi, ui rồi, ghê phết nhở. Nói chung rằng là thường khi mà các bạn tắt cái lịch sử đi thì rằng là ở Tây Ban Nha nó thành như cái này, nó thành một cái đống hồ lớn như này. Thì nói chung rằng là hồi trước là mình có chơi cái phe này rồi và mình có thắng. Tuy nhiên rằng là máy mình hồi đấy nó quá là yếu. Ôi rồi, i3320 với cả rằng là 750 Ti. Giờ nhớ lại kinh hoàng. Cũng như kiểu ngày xưa ấy là mình chơi game là 10 FPS, mình chơi được ok, thoải mái luôn. Còn sau đó rằng là mình nâng cấp lên cả 750 Ti và mình chơi được dưới 30 FPS. Còn bây giờ dưới 30 FPS là mình điên mất. Đúng là kiểu sướng nó quen rồi các bạn, sướng nó quen rồi. Mà bây giờ rằng là mình chơi cái cấu hình kiểu này thì mình không thể nào mà quay trở lại cái cấu hình cũ thì được nữa. Không thể nào. Bao giờ mình mua PS5 nữa cơ. Mình muốn là mua PS5. Destroy the counter revolutionary. Even now some people in France prepare to stab the dagger in the back of their own people when they show even a weakness of... Cũng dễ thôi, mình cũng... Nó còn có một sư đoàn đấy nhá, nó chỉ có một sư đoàn thôi. Và vậy nên rằng là chúng ta sẽ thắng rồi. 21 sư đoàn điều động ra này. Hủy tạo ra này. Rồi sau đó rằng là bây giờ mình sẽ bắt đầu spam sư đoàn ra nhé. Hết lính à? Rồi ok thì cứ vào đi cái. Vào đi vào đi vào đi. Nhanh thôi mà, có cái gì đâu. Triển khai này. Nó có một sư đoàn nhá. Có một sư đoàn thôi.
Thì vậy nên rằng là vãi cả nội chiến. Vãi cả nội chiến luôn các bạn ạ, vãi cả nội chiến luôn. Mình sẽ hủy bớt đi này. Và chúng ta không cần chỗ đấy này. Ơ, thắng rồi. Ok, đã xong. Loyalty to the court này. To the court. Tại sao chỉ chưa 100.000 thôi? Và có lẽ rằng là chúng ta chỉ nên làm tàu ngầm thôi nhé. Thì rằng là chơi như kiểu Pháp bây giờ thì chúng ta làm tàu ngầm chủ yếu là ok này. Xem nào, nhà máy như nào đấy nhỉ? Cũng chưa đủ lắm nhỉ. Sau đó là bộ binh của mình bây giờ rằng là vẫn chưa sẵn sàng mà đánh bọn Anh nữa. Thì vậy nên rằng là Anh ý, thực sự rằng là Anh nó rất là yếu với bộ binh. Mà chúng ta bây giờ đến bây giờ mà vẫn chưa có thể rằng là đối đầu nó được ý. Thì rằng là nó khá là mệt mỏi. Ơ, 171 này, ngon nhỉ. Ơ, thế thì bây giờ là mình mất cả. Mình mất luôn cả cái cái gì nhỉ? Victors of the Great War rồi này. Ô, mất luôn rồi. Ngon, 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 không phải lo cái kia nữa rồi. Ok, rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon. Thì rằng là mình khỏi mất thời gian để mà làm mấy kia nữa thì mọi thứ cũng sẽ khá là ok nhỉ. Thì mình có thể declare war cả Ý trước, nhưng mà Ý phải tầm năm 1938 là nó tham gia nước Đức rồi. Cũng hơi căng nhỉ. Thế còn Anh sao nhỉ? Đảng nhà vua cơ. Ghê nhỉ. Nghe phết đấy, tuy nhiên rằng là bây giờ bộ binh của mình cũng chưa sẵn sàng lắm nhỉ. Xuống luôn này. Mình sẽ cần thêm quân đội này. Nhưng mà tại sao rằng là mình chỉ chưa một khoảng tầm chỗ này. Sao lại dưới hạn 100.000 nhỉ? Cap by max manpower in the field 75% of 62.000. Nghĩa rằng là bây giờ thì mình sẽ cần sẽ bị giới hạn khoảng tầm là 7. Mình cứ có bao nhiêu lính thì khoảng tầm 75%. Kiểu 75% của chỗ lính là số lượng mình có thể chiêu mộ được. Đây, người Trung Quốc là bò khu vực phía là phía Bắc này. Nó nhường toàn bộ cho người Nhật luôn. Tuy nhiên rằng là nhường không nghĩa rằng là người Nhật sẽ đồng ý là bỏ tha cho đâu. Thì vậy nên rằng là whatever. Lôi to the coast. Đã xong rồi này. Carry the revolution note. Mang cái mạng này phía Bắc à? Xem nào, thế đi thuyền của mình ấy, thì là mình sẽ muốn rằng là lên đây này. Bây giờ mà chiếm nước Anh thì mọi thứ sẽ quá là ok này. Thì rằng là lúc ấy thì mình sẽ xem như nào nhỉ. Hết dầu mỏ, mua từ ai bây giờ? Và vấn đề rằng là nhà máy thì rằng là mình đang muốn giữ. Để mà có thể rằng là đầu tư xây dựng công nghiệp đã. Công nghiệp của mình đang hơi yếu quá ấy. Có tiệm nhà máy này làm được cái gì đâu. Thôi rồi, thì có lẽ rằng là đầu tư một tí nhỉ. Nationalized key industry để mà xử lý vấn đề về cái factory output này. Triển khai này. Vũ khí của mình bây giờ vẫn quá là ít. Thực sự rằng là mình cũng có quá ít nhà máy quân sự ấy. Rồi ơi. Đây này. Mình có 25.000 khẩu. Tuy nhiên rằng là mình chưa mộ khoảng tầm bao nhiêu nữa. Không rõ lắm. Nhưng mà không nhiều lắm đâu. Và sau đó rằng là chúng ta sẽ cần cái gì nhỉ? Elusive Gentleman này. Để mình lấy thêm cả một cái điệp viên này. Backroom Backstabber cộng 5% cả cái PP à. 1.32, chúng ta làm ăn khá là ổn đấy nhỉ. Sau đó rằng là mình sẽ muốn declare war của bọn Tây Ban Nha này để mà mình có thể rằng là có cái sự hỗ trợ từ bọn nó trong cuộc chiến tranh với cả bọn Đức. Bắt nó làm phiên dậu của mình nhá. Bắt nó làm phiên dậu của mình. Captain Industry này, đầu tư xây dựng nhanh lên tí này. Mình nghĩ rằng là đến giữa năm 1938 nhá. Giữa năm 1938 thì chúng ta sẽ tại sao lại bắt đầu chống đối rồi? Hơi khó hiểu đấy. Vừa nãy rằng là mình thấy không có ai chống đối cơ. Hay rằng là bây giờ chúng ta trở thành cộng sản rồi thì bắt đầu chống đối nhỉ? Cũng có thể. Đây, Form State Arsenal này. Và sau đó rằng là cứ đầu tư mình nhà máy dân sự đi đã này. Thêm được viên mới không? Cái gì nào? Control Trade, Cooperative. 4 nhà máy nữa, rồi sau đó rằng là declare war cả người Anh cũng được.
lính của mình kinh nghiệm nó hơi kém nhá, thì rằng là vậy nên nó sẽ hơi có vấn đề một chút không nhỉ. Quân đội thì toàn bộ vấn đề lớn là bộ binh này, mình cần thêm nhà máy này, rồi sau đó là rồi ok, có lẽ rằng là cái phe của Tây Ban Nha Cộng sản Dân chủ là sẽ thắng, thì sau đó rằng là chúng ta sẽ đẩy quân đội mình xuống đây luôn nhỉ. Mình không biết rõ rằng là bọn bao nhiêu sư đoàn ấy, thì tuy nhiên rằng khi bọn nó thắng ấy thì số sư đoàn đấy thì sẽ phải tán bớt đi một chút, thì vậy nên rằng là bây giờ mà chúng ta nuốt được khá là ngon nhỉ. Xuống đây luôn đi nhé, xuống đi. Rồi ok, thủ đô của bọn phát xít bị bao vây nhá. Và rồi bây giờ chúng ta cùng đợi nào. À, không biết Phalanges có cái gì nhỉ? Cái ideology của cái bọn Tây Ban Nha phát xít này là Phalanges, là nó cũng không hẳn là phát xít sao ấy. Thế nhưng mình nhớ là vậy. Không hẳn là phát xít mà nó là cái mẹ gì. From the state also to supply our army with more weapons, we cannot wait until private armies. Đây nhá, sau đó rằng là carry the revolution note nhá. Xem nào, vào đây này. Và sau đó cho mình thêm một commander ở đây này, Maxim Vagon này. Ăn vô defender rất là ngon này, để có đi phòng thủ thì chúng ta sử dụng cái này nhá. Còn bây giờ thì lực lượng lính này của mình thì sẽ cho cái xuống đây này. Chắc là cũng dễ thôi, mình nghĩ rằng là bọn nó cũng không phải là cái gì đó nó quá là mạnh lắm đâu. Đến giữa năm 1938 nhé, giữa năm 1938. Rồi sau đó rằng là mình sẽ dựa vào cái nền công nghiệp của cả bọn Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, xem nào, Spain, Spanish Directory. Mình có nuốt được cái này không nhỉ? Nuốt mấy cái này nó có cần liều. Súng mới, artillery mới, xe tăng ok nhá, chưa cần gì lắm đâu này. Nghiên cứu mình cái building machine đi cái này. Tạm thời sẽ đủ cái chiêu mộ khoảng tầm là một quân đội nhá, một quân đội nữa thôi. Thì vậy nên rằng là mình sẽ xem như là vũ khí cầm tay của mình nó hơi ít. Vấn đề là mình có quá ít nhà máy. Đây có 5 nhà máy vào đây rồi, thì tuy nhiên rằng là cái factory output của mình vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cái inefficient economy kia và đủ kiểu này. Carry the revolution note. Đây, carry the revolution west và so against topple what government will go against Spain này. Thì bây giờ rằng là mình nghĩ xem nào, reorganize the aviation industry. Bởi vì mình sẽ muốn rằng bỏ cái inefficient economy ra nhá, thì rằng là mình bị trừ 10% factory output, cả trừ 10% dockyard output. Thì vậy nên rằng là bỏ được cái đấy ra thì mọi thứ sẽ khá là ổn này. Còn bây giờ ấy là mình đang đợi để cho đến khi nào bọn Tây Ban Nha phát xít kia thua đã, rồi sau đó rằng là mình mới declare bọn Pháp này được, à bọn Tây Ban Nha này được. Đợi tí thôi. Mình không biết rằng là bọn Đức nó làm gì ý. Thì rằng là kiểu miễn rằng là nó kiểu muộn hơn 1940, khoảng tầm 1940 rằng là chúng ta rất là ok. Reorganize the aviation industry, thì rằng là bây giờ bọn mày có bao nhiêu lính nhỉ? 4 đến 16 sư đoàn, ok, chúng ta hoàn toàn rằng là có áp đảo được. Thì rất là ổn này. Rất là ổn luôn. Sau đó rằng là mình sẽ nuốt vũ khí từ bọn nó ra thì bọn Cavalry à? Đây, motorized attack and defense này, bởi vì quân đội của mình nó khá là nhiều motorized kia, thì vậy nên rằng là chiêu mộ của nó cũng được này, vũ khí công nghiệp ấy. Bắt đầu vũ trang hóa nhá. Tuy nhiên rằng là việc xây dựng vẫn quá là chậm nhỉ. Antlers of Austria, nốt áo này. Thế nào. À, điệp viên của người Anh bắt này. Reorganize the... Đây, carry the revolution west này. Và sau đó rằng là khi mà người Đức định declare war mình ấy, thì mình sẽ cần phải làm cái Revolutionary Zeal này. Nó sẽ cộng 25% defense on core territory, thì nó rất là ổn luôn.
và reorganize the in Southwest. 50 political powerpoint để đổi lấy một nhà máy quân sự. Xem nào, sau đó rằng là mình nên lấy cái gì nhỉ? Máy bay của mình thì mọi thứ cũng đang tạm thời là ổn nhá. Mình không biết rằng là cái bọn phát xít kia nuốt bao nhiêu cái máy bay của mình rồi thì mình cũng không chắc lắm, nhưng mà vấn đề bây giờ của mình ý là chúng ta quá là thiếu dầu mỏ, mà mình không muốn lấy, không muốn đổi nhà máy dân sự của mình lấy dầu mỏ đâu, bởi vì rằng là bây giờ mình đã bị kiểu đang rất là ít nhà máy ấy, mà còn đổi thêm nữa thì bây giờ rằng là mình lấy cái gì mà duy trì được cái thành công nghiệp của mình. Đây này, có bao nhiêu, có được 40 nhà máy dân sự, thế làm được cái gì? Thôi rồi nào, lập lại mặt trận cái đi nào. 30 sư đoàn thì mình nghĩ rằng là sẽ đủ để mà đánh với bọn Tây Ban Nha nhỉ. Tây Ban Nha nó có khá là ít, có bao nhiêu lắm đâu. Gói này vũ khí bao nhiêu nhỉ? 4,5 nghìn. The Ford International. Rồi ok, xem nào. Có lẽ rằng là bây giờ chúng ta sẽ cần phải hủy bớt việc chiêu mộ này, bởi vì rằng là cái việc vũ khí bây giờ mình đang hết sạch rồi, mà cái nền công nghiệp của mình vẫn chưa đủ để càng đáng cái vị trí đấy cả. Nên là tạm thời mình sẽ hủy bớt việc chiêu mộ nhá. Hủy này, để mình tiết kiệm vũ khí để mà mình tấn công bọn Tây Ban Nha được. Này quá dễ nhở, Tây Ban Nha nó không làm gì có đủ sức đâu. Lưu nhá, rồi sau đó rằng là mới declare được này. Declare war. Rồi ok, và sau đó rằng là mình sẽ muốn làm General Work Council này. Anh đi vòng sang bên này này, chạy xuống bên dưới này sao? Đấy, xuống Madrid này. Bọn Tây Ban Nha không hề có lính gì cả luôn. Thì vậy nên rằng là chúng ta mới chạy nhanh cái này được. Thường là khi kết thúc nội chiến ý, thì rằng là lính của bọn nó sẽ bị mất đi, mà vậy nên rằng là nó mới như này được. Vãi cả nhanh luôn. Thắng chưa, thắng chưa, thắng chưa? La Corona. Bia Corona đấy. Rồi ok, đã xong rồi nhá. Và sau đó rằng là mình sẽ muốn là puppet bọn này nhá. What the fuck, anh này là trong cộng sản đấy. Thì rằng là bây giờ mà mình xem nào, bây giờ mình có Tây Ban Nha nhá, thì nhà máy của mình có tăng lên cái gì không? Cũng có. Sửa chữa bớt đi đã này. Rồi sau đó xây dựng tiếp thì xây dựng này. Escalator course invoke. Xem nào. Vũ khí sao nhỉ? Mình lại có thêm khoảng tầm 4,5 nghìn vũ khí nữa nhá. Thì bây giờ rằng là sẽ có sự People's Republic of Spain này thì cũng khá là ổn đấy. Computing machine đã xong rồi nhỉ. Vũ khí mới đi. Mình có nên declare của người Anh không nhỉ? Để mình xem thử nhá. Thì nếu bây giờ mình declare với Anh ấy thì lực lượng lính của mình bây giờ nó sẽ khá đủ để mà đổ bộ và đánh bại của nó rồi nhá. Đăng cước này, thử đổ bộ lên. Đấy, rồi ok. 3 số này nhá. Thử vào nào. Anh vào đây này. Mình cũng có khá là nhiều thuyền đấy nhỉ. Gộp vào nhau này. Cùng vào nhau này. Nói chung là để thử thôi. Thì nếu mà thành công thì ok, còn không thì thôi kệ mẹ vậy. Có cái sự hỗ trợ người Anh nữa thì mọi thứ sẽ khá là ổn luôn. Đéo phải sợ ai cả. Thêm nhiều máy quân sự không? Sửa chữa như nào đây? Bắt đầu xây dựng này nhá. Đầu tư mình thêm này. Đấy, rồi ok. Còn sau đó rằng là bây giờ mình sẽ không thể đảm bảo được cái bọn Romania nhá. Bởi vì bây giờ mà đảm bảo Romania thì mình sợ rằng
Ok, các bạn nhìn là Đức đang declare cả Czechoslovakia thì vậy nên rằng là mình nghĩ là kệ đi nhá, kệ đi. Lưu này. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn triển khai thủy binh của mình ra này. Và bây giờ mua dầu từ ai nhỉ? Trade thì mình sẽ muốn là mua dầu từ người Anh á, không này, Romania relation là chín á. Các bọn Tây Ban Nha kia không bán dầu à? Hà Lan, Romania vậy. Mua cho mình ba cái này. Rồi sau đó rằng là lưu chưa nhỉ? Cũng thế này. Thử nhá, thử nhá, thử nhá. Rồi sau đó rằng là triển khai luôn này. Và rồi declare luôn nhá. Mình biết rằng là cái trò của mình đang đánh nhau vậy, bọn nó ở đây nó hơi có bị kiểu đánh nhau trực tiếp, trực diện thủy binh của nó luôn ở kinh Anh ấy, thì rằng là nó cũng hơi có đánh liều quá ấy. Thì tuy nhiên rằng là hơi kệ mẹ đi, chúng ta phải liều một lần cho biết xem như nào. Cái gì đấy, cái gì vừa xảy ra đấy? Á đù, á đù, á đù, á đù. Người Anh dám đổ bộ cho với lãnh thổ của mình cơ. Ghê nhỏ. Ồ thế đi ra đây nào. Mình sẽ nghĩ rằng là phòng thủ đây nhá. Ghê đấy, mình cũng không ngờ rằng là nó dám đổ bộ đấy. Ăn cả ngày luôn này. Đơn giản thôi, có gì đâu. Người Anh thì mình nghĩ rằng là lực lượng bộ binh của nó không phải làm gì với mình được đâu. 95 con thuyền của mình đã quay trở về cảng này à? Mình nghĩ rằng là cái việc đổ bộ lên người Anh là hơi khó nhỉ? Có lẽ thôi nhỉ? Nào, thuyền của mình đang sửa. Thế còn thủy binh mình sao? Chắc không nổi nhá, họ chắc không nổi đâu. Thôi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Lô lại đi cái nào. Có lẽ rằng là bây giờ mình tập trung đánh bọn Đức với cả bọn Ý là chủ yếu là hơn. Thôi rồi, hủy đi cái này. Còn sau đó rằng là bây giờ cứ tập trung là để xây dựng quốc gia chúng ta thôi. Tập trung nghỉ ngơi và xây dựng quốc gia chúng ta nào. Và sau đó rằng là bắt đầu chiêu mộ lại lính đi. Tăng thêm này. Bọn này phải hủy này. Tăng thêm này. Tăng thêm này. Đấy, rồi ok. Rồi ok, sau đó rằng là mình sẽ muốn là đòi cho mình thêm 8 nhà máy nhé. 8 nhà máy. Thực sự 8 nhà máy con số rất là lớn, thì vậy nên rằng là thêm khoảng tầm 4 nhà máy vào chỗ vũ khí này, thì thêm vào artillery này, khí này 2 này, cái này 2 rồi này. Xem nào. Mình có quá nhiều xe tải nhỉ. Nhưng mà đấy là cách mình chơi, rằng là chúng ta sẽ chơi nhiều xe tải một chút này. War propaganda tăng lên nào. Trade convoys being raided á. The fuck? Tại sao là raided nhỉ? Mình có nên chuyển sang thành cái chủ yếu rằng là artillery nhỉ? Đang hơi nghĩ đấy, tuy nhiên rằng là cái đấy giữ thế thủ là chủ yếu hơn. Còn nếu mình thêm artillery vào nó sẽ thiên về tấn công hơn, thì vậy nên rằng là nó sẽ ăn cướp. Bởi vì bây giờ mình đánh nhau bọn Đức ấy, thì rằng là chúng ta mà đôi công trực diện bọn nó thì nó sẽ hơi chết nhỉ? Có vẻ như rằng là bọn Tây Ban Nha nó đang hơi bị có vấn đề quá không nhỉ? Có 5 nhà máy của dân sự thì nó có làm cái mẹ đâu. Hơi căng đấy, hơi căng đấy. Mình không nghĩ rằng là bọn Tây Ban Nha sử dụng được gì mình đâu. Thực sự luôn. Máy bay không có, thủy binh có 3 thuyền. Bộ binh đéo có. Manpower chẳng có cái nào cả. Đúng không? The fuck? What the fuck? What the fuck? Oh my god, oh my god, oh my god. What the fuck? Mình đang thấy khó hiểu đây. Đéo hiểu, đéo hiểu. Ô có nghĩa rằng anh Liên Xô đánh nhau cả anh Nhật nữa. Ô vãi à, cứ Czechoslovakia này sẽ có sự hỗ trợ từ Romania này. Đừng gọn cái này nhá, đừng gọn cái này. Nếu mà chúng ta ăn cái này chúng ta sẽ phải tham chiến với cả bọn Đức. Và chúng ta vẫn chưa sẵn sàng một tí nào cả. Lính của mình có bao nhiêu? Có 48 sư đoàn, 49.
Chẳng được bao nhiêu lắm kìa. Dầu mỏ chẳng có nữa là còn. Rồi ok này. Carry the revolutionary east. Chưa cần nhá. Strengthen the union nào. Không này. Làm violet. Gain core on LGS. Có lẽ rằng là làm cho mình cái begin rearmament nhá. Để sau đó rằng là mình sẽ cần phải làm cái bị defensive focus hay là aggressive focus kia. Thêm 4 nhà máy nữa này. Sibei Sanma joins the Comiton. What the fuck, mình đang thấy khó hiểu vãi cái ra ấy. Sanchi sao? Anh này có vẻ ngồi chơi thích nhở. Mình thấy đéo hiểu thực sự ấy. Mẹ Nhật thua ở đâu nữa. Đéo hiểu chơi kiểu đéo vậy. Cái này Liên Xô có lẽ rằng là nếu mà bây giờ ấy mà Đức declare war với cả là Ba Lan rồi sau đó rằng là có nghĩa rằng là nó tự lập á. Được nhở. Bây giờ mình declare war cả Ý được đấy. Thế mình sẽ cần phải là declare war cả Đức này. Rồi sau đó là carry the revolution sau này. Rồi ok, là mình xong kế hoạch để đánh bọn Ý đấy. Sẽ có kế hoạch. Army Logistic Commando Division Attrition. Khi làm cho mình cái Military Theorist này. Vũ khí mới nhá. Rồi sau đó rằng là về công nghiệp này. Thì nghiên cứu mình cho cả cái Advanced Machining Tools này. Vũ khí mới. Còn bao nhiêu khẩu? 10.000 khẩu. Rồi ok, vẫn đang ổn này. Nhà máy thì bây giờ rằng là sao mà ít khẩu nhà 17 nhá. Sao 17 chính ngày được nhỉ? Có một cái Matic Non-Agreement là mình đang bị trừ thôi mà. What the fuck? Tại sao mày tham gia phe của bọn này mà không phải tham gia phe tao? Từ nào, nếu bây giờ mình lốt lại thì liệu nó tham gia phe mình không? Kiểu toàn bộ Tây Âu là thuộc về phe của mình ấy, thì anh thì có lẽ là hơi khó. Nào Tây Ban Nha nào. Invited faction không được nhỉ. Base reluctant neither. Thử bây giờ rằng là mình improve relation xem nhá. À đâu, nó đang làm này rồi thì không kịp đâu. Thôi kệ mẹ đi vậy. Kệ mẹ đi. Hơi tiếc nhưng mà thôi rồi, kệ đi. Mày không đánh nổi Czechoslovakia à? Vãi cả Đức được yếu đấy. Nếu mà Đức bây giờ ấy mà nó declare war cả Czechoslovakia mà không thắng được thì Hitler sẽ bị đảo chính và Goring nắm quyền. Thì vậy nên rằng là nó khá là ngon nhỉ. Begin rearmament. Carry the revolution east này. Mình chơi được bao lâu nhỉ? Cho tao thêm nhầm máy. What the fuck? Oh my god. Người Anh đã declare, đã liên minh với cả là người Đức. Thực sự là mình đã sốc quá. Sốc vãi cái đấy. Mình chưa bao giờ thấy là người Anh liên minh cả người Đức trong một game cả. Chưa bao giờ luôn. Trong suốt bao năm chơi Hearthstone 4 là mình chưa bao giờ thấy cả. Trừ khi là mình là người chơi. Nhưng mà liên minh với Đức điểm gì? Nó là mất cái kiểu thú vui ấy, bởi vì rằng là mẹ mày đi leo xuống bùa. Hơi nguy hiểm nhỉ. Mình đang không biết rằng là liệu nếu bây giờ mà mình đánh nhau cả bọn Đức thì chúng ta phòng thủ được không. Làm cho mình cái pháo đài đây nhá. Level 4 đi. Mình nghĩ rằng level 4 là vừa đấy. Nếu bây giờ mà Đức declare war chúng ta thì mình nghĩ rằng là sẽ thua đấy. London Conference á. The fuck. Bọn Đức nó nút cả Slovenia này.
có lẽ rằng là thế giới này nó hơi bị điên quá, và đáng lẽ ra rằng là mình không nên chơi cái kiểu này. Mẹ, nếu bây giờ mà Czechoslovakia sụp đổ ấy thì rằng là Romania có sụp đổ luôn không? Mình không chắc lắm. Carry the revolution east này chưa declare được đâu. Cho mình carry the revolution south này, mình sẽ muốn rằng là bây giờ chúng ta tiêu diệt bọn Ý này, rồi sau đó rằng là mời bọn nó faction của mình thì mới đánh được cái bọn Đức được. Maneuver cũng 5% speed à, cũng ngon đấy nhở. Tây Ban Nha đến giờ là nó vẫn chưa chưa một à đâu một sư đoàn này, cái okay, cũng ngon đấy nhở, cũng ngon cũng ngon. Chúng ta đang có khoảng tầm là sư đoàn nó có khá khá nhưng mà cũng chưa phải đủ để mà đánh được bọn Đức đâu, chưa đủ tí nào cả. Bây giờ ấy thì rằng là mình sẽ muốn declare bọn Ý thì rằng là bây giờ sẽ cần phòng thủ đây này, mình sẽ nhường bọn Ý khu phía nam này nhá, nhường cái chỗ này để cho nó tấn công mình đã, để cho nó rời khỏi chỗ pháo đài ra này. Xem nào. Nói chung là Czechoslovakia phòng thủ khá là ngon nhỉ. Kiểu mình không ngờ rằng là bọn phòng thủ ghê như thế được ấy. Giữ vững khá là tốt. Và bây giờ rằng là vấn đề là mình đang muốn là xem là cái bọn Đức này nó làm gì ấy. Thì mày sang đây tìm hiểu tao xem nào. Anh Liên Xô đánh xong mà anh Nhật chưa? Chưa xong cả. Sao anh Liên Xô yếu đấy? Shin Kang trở thành Nhật rồi đấy. À thành Trung Quốc rồi đấy. Khi mà các bạn bật cái tắt cái historical AI focus lên ấy, thì rằng là nó sẽ hơi có bị kiểu lỗi game quá ấy. Nó trông thành một cái đống hồ lốn gì mà các bạn không hề hiểu được đâu. Thực sự Ba Lan đã nhường Danzig kia rồi. cái này có lẽ rằng là đang làm mình hơi sợ đi. What the fuck? Tại sao Ý lại được Slovenia? What the fuck? Cái game này thực sự là mình đang rất là khó hiểu đây. Cứ là cho mình cái pháo đài đây nhá. Thì rằng là mình muốn đảm bảo cái biên giới phía bắc của mình đi cái này. Rồi sau đó rằng là xe tải đúng không? Ừ có lẽ rằng là hủy về chỗ mộ đi. Bởi vì rằng là bây giờ thì mình nghĩ rằng là chúng ta quá đủ xe tải này. Và mình muốn tích cái xe tải để mà chúng ta cho tôi đủ cái số vũ khí đi này. Cái inventory equipment của mình đang ít quá thì vậy nên rằng là mình sẽ muốn đầu tư ở đấy đi. Carry the revolution sao này, trước khi declare war thì chúng ta sẽ phải lưu này. Còn máy bay sao nhỉ? Máy bay chỗ này thì sẽ bay theo lực lượng này đi nhá, bay theo đi. Lưu lại nữa nhé. Xin lỗi. Revolutionary Zeal. Hay là mình làm cái Devil User France nhỉ. Cái này cũng được nhỉ. Trừ 5% Customer Goods Factory. Đây là cho mình cả. Thôi Defensive Focus trước này. Rồi sau đó rằng là Declare War với cả bọn Ý này. Phòng thủ nhá. Mày tấn công đi. Tao nhường mày đấy. Tao nhường mày luôn. Tây Ban Nha muốn hỗ trợ mình vũ khí này. Sao hốt đây cứ mình bị thiếu à? Cũng chả thiếu như thế đâu. Mất mắc sao này. What the fuck, mày đùa tao cái gì đây? Cái gì đây anh? Mày làm cái gì đấy? Sao quân đội Ý nó yếu như thế à? Thôi rồi, tấn công luôn đi nhá. Thì mình sẽ phản công luôn đi bởi vì rằng là nó quá là yếu này. Thì vậy nên rằng là tấn công xuống thẳng xuống phía nam đi này. Không, có lẽ không được đâu. Từ lốt lại nhá, lốt lại này. Để mình nghĩ nào. Thì rằng là trời ơi, khổ sở đấy nhá. Xem nào. Đầu tiên ấy thì là mình nghĩ rằng là chúng ta quá nhiều lực lượng đây. Thì vậy nên rằng là mình nghĩ là bọn Ý sẽ sợ mình mà nó không tấn công đây này. Còn chỗ còn lại này, bọn mày sẽ lập lại mặt trận đây đi cái này.
thôi đi Valley of the Frogs nhá, bởi vì rằng là mình nghĩ là chúng ta sẽ cần thêm nhà máy này, còn cứ để nó tấn công đi coi. Mình chỉ đang mong rằng là bọn Đức nó đừng đi leo mình vội thôi, cứ bình tĩnh nhá các anh, cứ bình tĩnh đã. Hà Lan thì vẫn thế đúng không? Ừ, Hà Lan vẫn là dân chủ đúng không? Vẫn thế này. Mẹ ông mày lại biểu tình, đéo hiểu biểu tình cái mẹ ông mày. War propaganda against the German Reich này. Máy bay sao rồi nhỉ? Chúng ta có chiếm bầu trời đây không? Có vẻ là cũng không à. Xuống đây luôn nè. Bay vào đây này. Nói chung rằng là bây giờ cứ giữ thế thủ ấy, thì bao giờ rằng là bọn Ý nó bị yếu đến mức mà chúng ta phải tấn công được thì tấn công. Anh Ý thì trong game này thì nếu mà xử lý ok thì anh ấy khá là mạnh. Thì vậy nên rằng là bây giờ thì, nhưng mà vấn đề là công nghiệp nó quá là yếu ấy. Thì vậy nên rằng là bây giờ mình mà đánh được bọn nó cứ giữ này thì bọn, à đâu, công nghiệp nó mạnh đấy. 50 nhà máy vũ quân sự cơ. Mình có bao nhiêu? 36. Ôi dồi, nghe phết nhở. Mua tôm hùm dầu từ ai nhỉ? Mỹ đi. Đánh tiếp đi anh ơi, đánh tiếp đi. Hay rằng là mình nên lùi tiếp nhỉ? Máy làm gì đấy? Xem nào, đừng có nói là War Against France ấy. Hơi căng nhỉ. Thôi rồi, thì có lẽ rằng là hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây nhá. Vậy thì mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Mà đó, bye bye. Dừng đi.